chào đang theo dõi kênh Vinh Thành Audio. Hôm nay xin giới thiệu với anh em về lô 4 con đi đến từ thương hiệu Onkyo, Đàn Ông, Builder và Yamaha. Đầu tiên đây là chiếc Andy Onkyo, model là TXA605, mặt phay nhôm màu bạc trắng. Con này thì nó sẽ có kết nối HDMI, anh em có thể chơi nhạc phim chất lượng cao từ nguồn phá HD từ bên ngoài và cổng quang chơi nhạc mạng, nhạc YouTube từ Smart TV, cổng analog chơi nhạc từ đầu đĩa. Điện áp 100V và công suất là 450W. Và con này thì nó sẽ có rail để làm giải mã DAC và có điều chỉnh được bass chép, điều chỉnh được equalizer. Và nó sẽ có chế độ là nghe nhạc bằng tất cả kênh loa, khá là hay để chúng ta không lãng phí bất kỳ một cái loa nào khi ở chế độ nghe nhạc. Và có điều khiển từ xa đầy đủ luôn nha. Công suất là một kênh 130W. Và nhân điều cho 7 kênh loa. Bộ giải mã DAC 24 bit, 192 kHz. Về kích thước của máy là chiều ngang 435mm và chiều cao 174mm và chiều sâu là 377mm, trọng lượng là 12,7kg. Ở mặt trước nó có vài cái vết xước nhẹ nha. Hình thức còn tương đối nha Nam, có điều khiển từ xa đầy đủ luôn. Tánh 14 sò thang. Chức năng làm giải mã DAC với cổng rear out nha. Hỗ trợ trợ kháng loa từ 4 ohm cho tới 16 ohm. 450W. 4 ohm cho tới 16 ohm. HDMI, cổng quang, cổng analog đầy đủ luôn. Rear out để làm giải mã DAC. Và riêng con này anh em sử dụng để làm giải mã DAC cũng đủ đồng tiền nha. Kích thước của máy 435mm chiều ngang, chiều cao 174mm, chiều sâu 377mm. Có điều khiển từ xa hoạt động hoàn hảo nha. Rồi với con đi Onkyo TXA605 thì em sẽ bán với giá là 2.600.000, giá không bao gồm phí vận chuyển. Một chiếc Omni chơi cổng quang cực ngon luôn nha. Và tiếp theo đây là chiếc Omni Đàn Ông AVR3200, mặt phay nhôm màu vàng chanh. Con này thì nó sẽ có chức năng là chỉnh được bass chép cơ như là những cái dòng Omni stereo thông thường, có cổng quang chơi nhạc mạng, nhạc YouTube từ Smart TV, rất là tiện lợi nha. Anh em không cần phải qua bộ giải mã DAC nào hết nha. Và đặc biệt là nó có cổng rail luôn, anh em có thể sử dụng nó để làm DAC là cực ngon luôn nha. Máy rất là đẹp. Con này về không có điều khiển từ xa nha. Công suất mỗi kênh là 105W. Có chức năng là nghe nhạc bằng tất cả kênh loa nha, 5 set stereo luôn. Ruột gan của nó đặc ruột luôn nha, con này sản xuất tại Nhật Bản, made in Japan luôn. Kích thước của máy chiều ngang size lớn 430mm, chiều cao 160mm và chiều sâu của nó là 370mm. Con này đặc ruột luôn nha anh em, ruột gan rất là gấu và rất là đẹp nha. Sò cực to luôn. Made in Japan. Điện áp 100V, công suất là 265W. Cổng quang chơi nhạc mạng nè, optical. Và cổng rail để làm DAC luôn, cọc loa bắp chuối. Trọng lượng là 12kg. Rồi con này thì em sẽ bán với giá là 2.200.000 nha, không bao gồm phí vận chuyển. Một chiếc Omni giá siêu tốt để chơi cổng quang, rẻ hơn những Omni lắp ráp tại Việt Nam luôn. Chắc âm Đàn Ông thì khá là hay nha. Tiếp theo đây là một trong những dòng Omni to khủng đến từ hãng Builder, model là VSA AX5i, mặt phay nhôm màu vàng chanh. Con này thì công suất của nó lên tới là 440W nha. Công suất mỗi kênh là 130W và nhân điều cho 7 kênh loa. Sò rất là to, đánh 14 sò. Chức năng equalizer, chỉnh bass chép, chỉnh low net đầy đủ luôn nha. Chất âm cực sáng luôn. Con này thì nó sẽ có chứng nhận TX, thì chỉ những dòng thiết bị có thiết kế tiêu chuẩn và trải qua những bước kiểm tra nghiêm ngặt của hệ thống thì mới đạt được chứng nhận này. Và đặc biệt là sử dụng chip DAC bên rau luôn nha. Bên rau là chiếc giải mã DAC cực hay luôn, đã được anh em Audio đánh giá rất là cao về chất âm của nó. Mặt phay nhôm màu vàng chanh nha. Con này thì nó sẽ có vài cái vết xước nhẹ phía trước nè. Anh em sẽ sell một cái giá là cực tốt luôn cho anh em chơi. Bình thường là con này là tầm 4.500.000 nha. Hai tàu lồng nguồn to khủng luôn, dung lượng là 22.000 microfarad. Pioneer. Mười bốn sò nha. Trọng lượng của nó là gần 20kg. Kích thước chiều ngang của máy là 420mm, chiều cao lên tới là 188mm và chiều sâu là 464mm.
Con này thì ngoài chức năng là chơi cổng quang nè, nó sẽ có thêm chức năng là cổng USB nha, để làm sao cạc âm thanh anh em có thể chơi nhạc từ máy tính nha. Toàn bộ sắt cắm mạ vàng nè, con này thì rất là chuẩn nha. Pioneer Made in Indo, điện áp 100V và công suất là 440W, cộng loa bắp chuối, chơi nhạc bằng tất cả kênh loa khá là hay nha. Đặt được luôn. Và con này thì em sẽ bán kèm theo điều khiển từ xa luôn nha, chỉ phụ kiện Pioneer. Và con này thì em sẽ bán với giá là 3.700.000 nha, giá không bao gồm phí vận chuyển. Dòng âm đi cao cấp đến từ hãng Pioneer. Tiếp theo là chiếc âm đi đến từ hãng Yamaha, bên đây là Yamaha AX8, mặt phay nhôm và vàng chanh luôn. Con này thì nó sẽ có cổng quang chơi nhạc mạng từ Smart TV và cặp analog chơi nhạc từ đầu đĩa, chỉnh bass chép cơ luôn nha. Chơi nhạc bằng 6 kênh loa. Đánh loa A, B, A cộng B, chức năng tăng cường bass nè, chức năng đi trực tiếp nha. Có điều khiển từ xa, điều khiển phụ kiện của Yamaha nha. Đánh 12 sò. Ruột gan sạch sẽ sáng màu nha. Đây là bộ da mã DAC được lắp đặt trong một cái hộp chấm nhiễu nha. Cổng quang chơi từ Smart TV nè. Real để làm da mã DAC, Real Man nha. Điện áp 100V và công suất là 230W. Tích hợp bộ da mã DAC 24 bit, có Real luôn. Anh em không cần mua một cái bộ da mã DAC rời nào nha, và ta có thể sử dụng cái chiếc Humvee này để làm DAC luôn. Và tầm giá con này là 2.200.000 nha. Không có một cái bộ da mã DAC nào đến từ hãng thương hiệu nội địa Nhật và có được tầm giá như con này nha. Anh em vừa sử dụng để làm DAC nè, vừa chỉnh được bass chép rất là hay, và ta có thể sử dụng để làm da mã DAC cho bộ dàn karaoke của mình là siêu gọn và siêu ngon bộ rẻ luôn nha. Ngoài ra ta vẫn có thể đánh nhạc trực tiếp từ chiếc Humvee này luôn để đánh nhạc luôn. Và cái Real thì anh em xuất qua cái van để chơi karaoke nha, rất ok. Ngoài ra vẫn có thể chơi nhạc trực tiếp luôn. Tụ lọc nguồn của nó nè, biến lấy nguồn Yamaha. Rồi kích thước của máy là chiều ngang 435mm, chiều cao 171mm và chiều sâu là 432mm. Con này trọng lượng là 15kg nha. Công suất mỗi kênh là 150W và loa 6 âm một kênh. Chơi nhạc bằng tất cả các loa luôn, 6 kênh nha. Có điều khiển từ xa đầy đủ luôn. Hình thức còn tương đối nha anh em. Đây có vài cái vết tông mèo nhẹ thôi. Rồi con này thì em sẽ bán với giá là 2.200.000 nha. Nhìn kỹ mới thấy luôn nha, tổng thể cũng còn tương đối nha. Rồi trên đây là 4 con đi đến từ những thương hiệu audio nổi tiếng của Nhật: Onkyo, Denon, Pioneer và Yamaha. Anh em lựa chọn được con đi nào thì liên hệ trực tiếp với em theo số điện thoại 0834563852. Xin cảm ơn em đã quan tâm theo dõi và đăng ký kênh. Xin hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo.